2016 khép lại, với sự đồng lòng của toàn thể đội ngũ nhân sự trên toàn hệ thống, ngân hàng eSIM đã cùng đạt được những kết quả kinh doanh khả quan. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt gần 1.500 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 375 tỷ, tổng tài sản đạt gần 130.000 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh đạt được đến từ tâm huyết của mỗi nhân sự eSIM cùng vượt qua khó khăn để đem lại giá trị tài chính tốt nhất cho khách hàng. Ngân hàng eSIM đang nỗ lực từng bước xây dựng tầm nhìn mới, trở thành ngân hàng thương mại chất lượng hàng đầu tại Việt Nam, dẫn dắt bởi tính chuyên nghiệp và liêm chính. Hình thức một phần của đầu tiên mới thì sau khi trong họp đầu tiên đã xác định mục tiêu của nhiệm kỳ này là hệ thống sinh mệnh. Thì chúng ta cũng biết rằng trong năm 2016 thì do rất nhiều không, kể cả bên trong và bên ngoài thì chúng ta đã có một năm khá là vất vả như mọi người đều biết. Tuy nhiên thì với cái nỗ lực của ban vừa đồng chí, của ban lãnh đạo cũng như của tất cả các cán bộ nhân viên thì cuối năm chúng ta có một kết quả chưa thật sự là ấn tượng, nhưng mà cũng có thể gọi là khá tích cực. Nó đã chặn được cái đà suy giảm trên tất cả các cái hoạt động và hầu như chúng ta đã bắt đầu tăng cường lại trên tất cả các cái lĩnh vực hoạt động trọng yếu. Trong đó thì phải nói là bán lẻ là một trong những cái điểm sáng trong cái hoạt động của sân bay. Trong 2016, dự án cũng đặt ra một cái khát vọng của sân bay là đến năm 2020 phấn đấu đưa sân bay trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu dựa trên cái sự minh bạch, trên sự hoạt động minh bạch và cái tính chính trực trong cái điều hành hoạt động. Và bên cạnh cái tầm nhìn như vậy thì cái mặt chiến lược cũng đã được điều chỉnh và nó đưa ra thông điệp rõ ràng với cái nội bộ như cái thị trường. Thứ nhất là bên sân bay sẽ điều hành và tổ chức một hoạt động trên một cái nền tảng minh bạch trong tất cả các cái mặt, kể cả trong hoạt động điều hành quản trị và tài chính. Thứ hai là cái việc định hướng chiến lược sẽ là tổ chức là hướng đến khách hàng. Thứ ba là dự án đề án khai phá đất này sẽ lấy con người là trọng tâm. Còn cái dịp đầu năm mà bên có căn lẻ có tổ chức một hội nghị về phát động kinh doanh thì tôi cũng xin chia sẻ một số cái công việc chính trong hoạt động của sân bay và chúc hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp và chúc có căn lẻ sẽ có những kết quả tốt hơn trong 2017. Khối khách hàng cá nhân năm 2016 đã gặt hái được kết quả kinh doanh vượt bậc với số dư huy động cá nhân toàn hệ thống đạt 10% tăng trưởng với mức tăng gần 7.000 tỷ, dư nợ cho vay tăng 11% với mức tăng gần 4.000 tỷ, sản phẩm thẻ đa dạng cung cấp tiện ích tiêu dùng đến cho khách hàng, sản phẩm bảo hiểm nhanh chóng đạt được sự quan tâm của khách hàng và liên tục đạt được kỷ lục doanh thu, đóng góp vào 11% tổng lợi nhuận toàn sản phẩm dịch vụ. Với một mục tiêu tăng trưởng và đảm bảo dịch vụ khách hàng tốt nhất, khối khách hàng cá nhân đồng hành cùng đội ngũ bán hàng để đạt được các chỉ tiêu được giao. Năm 2017 được các chuyên gia kinh tế đang rất lạc quan dự đoán sẽ là một năm sôi động cho các hoạt động đầu tư tài chính. Sản phẩm huy động cá nhân luôn là sản phẩm xương sống với kỳ vọng tăng trưởng 17%, tăng 13.000 tỷ. Khối khách hàng cá nhân luôn thường xuyên cung cấp các chương trình khuyến mãi sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, cạnh tranh nhằm đồng hành cùng đội ngũ bán hàng thực hiện chỉ tiêu 2 tỷ đồng huy động trên tháng. Năm 2017, những dấu hiệu kinh tế phục hồi với tình trạng giao thương toàn cầu gia tăng, nhu cầu đầu tư sản xuất cũng như tiêu dùng đang trong đà tăng trưởng, mở ra tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của sản phẩm cho vay. Bên cạnh tiềm năng to lớn của thị trường là sự đồng hành của khối khách hàng cá nhân cùng đội ngũ bán hàng hoàn thành tốt chỉ tiêu trung bình 2 tỷ giải ngân trên tháng. Năm 2017, với sứ mệnh đáp ứng kỳ vọng khách hàng bằng việc cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm, khối khách hàng cá nhân đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ nhằm đảm bảo nhu cầu dịch vụ tài chính đa dạng của khách hàng. Sản phẩm thẻ eSIM được kỳ vọng tăng trưởng 14% số lượng thẻ phát hành. Trung tâm thẻ thuộc khối khách hàng cá nhân nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng mọi phân khúc khách hàng với chi phí cạnh tranh. Hệ thống ưu đãi được gia tăng cùng nhiều chương trình khách hàng hấp dẫn nhằm mục tiêu đồng hành cùng đội ngũ bán hàng đạt chỉ tiêu một thẻ tín dụng trên tháng. Từ tháng 7 năm 2016, với nhiều nỗ lực đàm phán chiến lược của ban lãnh đạo cấp cao ngân hàng, quan hệ hợp tác bảo hiểm giữa ngân hàng eSIM và công ty bảo hiểm Generali đã được thiết lập. Với sự quyết tâm của ban lãnh đạo eSIM thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm bảo hiểm,
nhằm mục tiêu gia tăng kết quả lợi nhuận. Bên cạnh sự đồng hành của hơn 220 nhân sự Generali tại từng điểm giao dịch, sản phẩm ngân hàng liên tục đạt được những kết quả kinh doanh đột phá. Năm 2017, khối khách hàng cá nhân với kế hoạch tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm 245%, đóng góp 12% trong lợi nhuận sản phẩm cá nhân, tập trung đẩy mạnh các chương trình khách hàng hiệu quả, các chương trình đào tạo tăng cường kỹ năng đội ngũ bán hàng, xây dựng các chương trình thi đua khen thưởng, thúc đẩy động lực kinh doanh nhằm hỗ trợ đội ngũ bán hàng, thực hiện mục tiêu 8 triệu IBE trên tháng. Đó chính là kết quả của ẩn số 2218 và cũng là thông điệp của khối khách hàng cá nhân luôn sẵn sàng đồng hành cùng đội ngũ bán hàng trên từng điểm giao dịch, hoàn thành nhiệm vụ 2017, 2 tỷ huy động, 2 tỷ giải ngân, 1 thẻ tín dụng, 8 triệu phí bảo hiểm, thay đổi để thành công.